Thưa quý vị và các bạn, diễn ra trên một không gian nhỏ trên bãi biển, chợ hải sản Bãi Sao Mũi Né không chỉ là nơi quen thuộc của người dân quanh vùng đến mua bán các loại hải sản tươi ngon trong ngày, mà còn là địa điểm đem đến sự thích thú đối với nhiều du khách khi đến với Mũi Né, Phan Thiết. Ngay từ sáng sớm, tiếng chào mời, trả giá, mua bán nhộn nhịp cả một vùng khi các ghe thuyền vội vàng đưa hàng vào bờ sau một đêm ra khơi. Không khí mua bán diễn ra nhanh chóng, không cần phải trả giá nhiều vì giá cả ở đây thấp so với các chợ rất nhiều. Những chuyến xe chở hàng làm việc không ngơi nghỉ. Có khoảng thời gian ngắn lưu lại Mũi Né, Alfredi Bosch đến từ Pháp khá thích thú khi hòa mình vào nhịp sống của những ngư dân làng chài Mũi Né. Anh cho biết dù chỉ tình cờ biết đến chợ hải sản này khi đi dạo bãi biển vào sáng sớm, anh rất vui vì được tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương. Tôi thấy chợ hải sản trên bãi biển vào sáng sớm như thế này rất thú vị. Mọi hoạt động mua bán diễn ra sôi nổi, ai cũng làm việc hàng say. Có chung cảm nhận, anh Jack Evans đến từ Úc cảm thấy rất hào hứng khi chứng kiến cảnh tượng này. Theo anh, đây là một trong những điều thú vị nhất khi đến Mũi Né. Không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào, anh muốn ghi lại vẻ đẹp lao động bình dị trong chuyến thăm Mũi Né lần này. Đây là lần đầu tiên tôi đến Mũi Né và tôi lập tức ấn tượng với khu chợ này. Bạn biết đấy, những hoạt động như thế này tôi không thấy ở Úc. Với tôi nó rất đặc trưng, đậm nét địa phương. Nhìn những ngư dân trên những chiếc thuyền thúng rất thú vị, hẳn là họ đã làm việc rất vất vả. Theo người dân địa phương, việc họp chợ hầu như diễn ra hàng ngày, chỉ trừ những khi thời tiết xấu. Từ 5 giờ sáng, các tiểu thương đã có mặt trên bờ biển để chở ghe thuyền đầy ắp cá tôm nhằm tranh thủ tìm cho mình các loại hải sản tươi ngon nhất. 8 đến 9 giờ sáng, vẫn còn những chiếc thuyền trở về buồng, bổ sung thêm nguồn hải sản dồi dào. Hầu như các loại hải sản được người dân và du khách yêu thích đều có thể tìm thấy ở đây. Nào ghẹ, tôm, ốc, các loại cá, và đặc biệt mùa này sò điệp rất ngon. Với các du khách Việt, không chỉ thích thú hơn là mua được rất nhiều hải sản tươi sống với giá rất mềm. Ở tham quan thì lúc 6 giờ, tôi thấy hoạt động ở đây rất là thú vị. Đi mua ở đây là cá ở ngoài vừa đánh vô đó nó tươi ngon hơn. Vừa xem mấy người đánh cá vô đó, thì thấy nó vui. Nằm cách không xa khu vực đồi cát bay, từ đồi cát, du khách có thể đi bộ khoảng 1 cây số và hỏi người dân địa phương về chợ hải sản Bãi Sao Mũi Né là có thể dễ dàng tìm thấy. Không chỉ vì cảnh đẹp, làng chài Mũi Né được yêu phần nhiều hẳn do tinh thần lao động cần cù, chịu khó của những người dân nơi đây.